toàn đơn vị chú ý. Phía trước chúng ta là trận chiến vô cùng gian khổ và ác liệt. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta thề quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Chiến tranh là cái gì nhỉ? Ai là kẻ ưa thích chiến tranh? Không, không phải chúng ta. Chúng ta hiểu rất rõ chiến tranh là một cái gì rất gần. Gần với sự kết thúc. Nó kết thúc hết tâm hồn, ước mơ, lý tưởng, tâm tư, thiên hướng. Không, bố đi chiến đấu con gái ạ. Không, bố đi đánh nhau là chết đấy. Không, con đừng sợ, bố đi chiến đấu để ngăn ngừa cái chết con gái yêu ạ. Thôi, để bố đi nhé, con gái. Chúng ta phải hy sinh cho cuộc sống. Đúng. Cái cần bảo vệ nâng niu hơn hết chính là cuộc sống. Chúng ta ra đi xông pha để dùng cái chết ngăn ngừa cái chết. Có biết bao nhiêu thây rơi trên chiến trường này, có ai hay bao nhiêu những suy nghĩ, tư duy, tài năng bị dập tắt nơi giao tranh khốc liệt này. Hãy trông và suy nghĩ đi, hỡi những người đang sống. Trách nhiệm của cuộc sống nặng lên gấp ngàn lần. Mỗi lần bởi mỗi một người thân ngã xuống. Ai đã từng bôn ba khói lửa, kề tai với những âm thanh của địa ngục, thì sẽ thấy hết được cái quý giá vô cùng của cuộc sống. Sẽ thấy hết được sự cao cả của hy sinh và thấy rõ được trách nhiệm của mình. Xin kính chào quý khán giả xem truyền hình. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi một người trong số chúng ta đều mang trong mình một phần của quá khứ, một phần của lịch sử dân tộc. Và quá khứ ấy giúp chúng ta định nghĩa về chính mình cũng như tìm hiểu xem sức mạnh của mình nằm ở đâu. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi chương trình giao lưu nghệ thuật Quảng Trị sáng mãi niềm tin chiến thắng do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đây là dịp để chúng ta cùng khám phá và tôn vinh sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên có một chương trình trực tiếp nối ba điểm cầu từ bờ Bắc sông Thạch Hãn với bờ Nam và thành cổ Quảng Trị. Chúng ta đang đứng ở đây là trên bờ Bắc sông Thạch Hãn, nơi có một đài tưởng niệm liệt sĩ mới được khánh thành để tri ân những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Và phía trước của chúng ta
cũng là lần đầu tiên có một sân khấu nổi được dựng trên mặt nước. Nơi đây sẽ có những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp với những cuộc gặp gỡ để tái hiện lại bức tranh hào hùng 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Bây giờ chúng ta sẽ tới với thành cổ Quảng Trị và gặp gỡ với biên tập viên Quang Minh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại cổng phía Bắc của thành cổ Quảng Trị. Đây là nơi đã từng diễn ra những cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt. Trên mảnh đất cổ thành này, trong 81 ngày đêm, quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Như quý vị đang thấy, bức tường này vẫn còn nguyên những dấu vết của một thời mưa bom bão đạn. Nhưng nó và thành cổ Quảng Trị vẫn đứng vững như một biểu tượng của ý chí và niềm tin chiến thắng. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bến vượt bờ bắc của sông Thạch Hãn. Bây giờ, chúng tôi xin kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng toàn thể những các cựu chiến binh và những người đang tham dự chương trình này tại bờ Bắc, bờ Nam sẽ cùng thắp lên những nén hương để tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Thưa quý vị, đây trước mặt chúng ta chính là dòng sông Thạch Hãn lịch sử. Và ở đây còn in dấu những câu thơ: đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Trên con sông này có bao nhiêu đợt sóng thì đồng nghĩa với bấy nhiêu lòng thương nhớ của chúng ta về những con người trẻ tuổi đã băng mình qua dòng sông để lao vào thành cổ Quảng Trị chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Và bây giờ đây, bên cạnh tôi đang là hai cựu chiến binh, ông Đào Chí Thành và ông Đặng Đức Quy. Đó là hai cựu chiến binh đúng vào ngày này 40 năm trước, ngày 27 tháng 7 đã vượt qua con sông Thạch Hãn để tiến vào thành cổ Quảng Trị.
Bây giờ chúng ta hãy cùng với hai cựu chiến binh sẽ trở lại với đồng đội của mình, trở lại với dòng sông, với những ký ức về mùa hè đỏ lửa năm xưa. Chúng ta hãy cùng xuống thuyền để vượt sông. Và cùng với chúng tôi thì sẽ có những ngọn nến sẽ được mang sang từ bờ Bắc sang bờ Nam sông Thạch Hãn như một hình ảnh tượng trưng tâm linh để tưởng nhớ những người chiến sĩ đã vượt sông Thạch Hãn. Xin mời hai anh, chúng ta sẽ cùng vượt sông Thạch Hãn. Sắc hoặc là kể cả nhiệt độ nữa. Nhưng bây giờ nếu mà nhớ lại